Xin được chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Lâu lắm rồi thì mới lại thu hồi được một cái con TP-Link 740. Đây là của hàng thu hồi của Viettel mọi người nhé. Thì cái con 740 này thì ở trên tổng công ty người ta không 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 thu hồi nữa. Cũng có một hai con như này. Cũng lỡ hẹn với một số bác ở trên YouTube là tặng cho mấy bác một cái con như này. Hôm nay đây thì em cái video này thì còn mỗi con này thôi. Thì em làm một cái video hướng dẫn là cài IP tĩnh cho cái con TP-Link này. Và cái con này là con 740. Thì tất cả các dòng TP-Link ấy thì mọi người cài IP tĩnh thì nó cũng tương tự như cái con 740 này. Sau khi em cài xong thì em sẽ gửi cho cái bác Lộc Đặng này, Đặng Lộc. Cái tên wifi thì bác muốn đặt là Trung tâm bảo hành Ngọc Châu. Mật khẩu là Lộc 123A+991. Biết địa chỉ của bác là ở 33 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6. Đấy. Thì cái mình cài cái IP tĩnh cho cái model này mục đích là nó sẽ không bị xung cái địa chỉ IP. Đó. Thì việc đầu tiên khi có một cái wifi phụ mà nó là dạng cũ như này thì mọi người sẽ thực hiện cái bước là mình reset cho em cái cục TP-Link như này. Để reset thì mọi người nhìn ở đằng sau này nó có một cái phím reset ở đây. Mọi người giữ khoảng độ tầm 10 giây và mọi người để ý cái đèn ở trên modem khi nào nó nháy một lượt là đã reset thành công. Đấy, như vậy là đã thành công rồi này. Mọi người chờ mấy giây để nó hiện wifi để mình bắt thôi. Tiếp theo mọi người sử dụng đến một cái điện thoại nhé. Điện thoại nào cũng được để mình truy cập và mình đổi. Cái IP tĩnh thì nó cũng giống như cài IP động thôi. Có điều là cái thằng IP tĩnh này thì mình phải cài đặt bằng tay. Còn IP động thì mình chỉ cần kích vào cái dấu của cái IP động là nó được. Là tự modem nó sẽ nhận bất kỳ một cái IP nào. Đây, mọi người sử dụng đến cái điện thoại nhé. Điện thoại ở máy tính nhé. Vào chỗ phần wifi mình kết nối đến cái con TP-Link 841 này. Thông thường là đây, mọi người nhìn xem đó, 740 884 đây mọi người, con này mật khẩu là ở cái mặt sau của wifi 7786 2983. Bấm kết nối. Sau khi kết nối xong ấy, thì mọi người bấm vào cái dấu này này. Để mình xem cái địa chỉ. Đây này, nó có cái bộ định tuyến 192.168.1.1. Đây chính là cái địa chỉ IP để mình truy cập vào trong modem. Mọi người sử dụng Safari nhé. Mọi người đánh trực tiếp lên cái thanh công cụ ở trên 192.168.1.1 xong bấm đi. Ở mặt sau này nó có hướng dẫn hết. Username là admin, password cũng là admin. Mọi người chỉ việc đánh admin thôi.
để cài cái IP tĩnh ấy thì mọi người để ý là cái modem chính là nó địa chỉ bao nhiêu thì mọi người phải cấp phát cho nó đúng đúng theo cái địa chỉ của cái modem chính nhá. Sau khi mọi người đã truy cập vào thì mọi người chọn chỗ phần network, hoặc là tiếng Việt nó sẽ là phần mạng. Đó. Mọi người kích vào mũi tên ở bên dưới, chọn static IP. Đây, cái địa chỉ IP mà mình sẽ đặt cho nó này. Vì cái modem chính của em là để là 192.168.3.3, cho nên cái này em sẽ set IP tĩnh nó sẽ 192.168.3.1 đi. Cái subnet này thì mọi người sẽ đặt là 255.255.255.0. Địa chỉ gateway này nó sẽ là cái địa chỉ của cái modem chính 192.168.3.3. DNS thì mọi người sẽ đặt là DNS của Google đấy, 8.8.8. Ở bên dưới sẽ là 8.8.4.4. Xong mọi người bấm lưu lại. À, như vậy là nó đã nhận cái địa chỉ IP là 3.1 rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đặt tên Wi-Fi cũng như là cái mật khẩu. Mọi người vào chỗ phần Wireless ở bên dưới. Wireless setting nó sẽ là cái tên Wi-Fi. Wireless security nó sẽ là cái mật khẩu. Nếu mà mọi người không muốn đặt mật khẩu thì mọi người disable security đi. Thì nó sẽ là không có mật khẩu. Lúc nãy là Bắc Lộc này muốn đặt là Lộc, chữ L viết hoa này, 123 a cộng 991. Xong mọi người bấm save. Chúng ta thoát ra ngoài và chúng ta kết nối lại cái Wi-Fi lúc trước. Mình sẽ bấm quên mật khẩu đi. Đây. Quên mạng này. Chúng ta sẽ nhập lại cho nó cái mật khẩu. Đọc. 123 a cộng 991. Tiếp theo chúng ta lại truy cập vào Wireless. Chúng ta sẽ đặt tên Wi-Fi. Trung tâm bảo hành Ngọc. Giải thế. Trung cái chữ này. Trung tâm bảo hành này, BH này. Đánh thẳng ra. Bảo hành Ngọc. Ngọc. Châu. Ôi. Khiếp thật đấy. Xong mọi người bấm lưu lại nhé.
Sau khi lưu xong rồi ấy, thì mọi người sử dụng đến cái dây lan này thôi. Dây lan này thì nó cắm từ cái model chính đến cái con 740 này. Cái dây lan này thì khuyên mọi người là dưới 100m nhé. Còn cái loại mà dây xịn hơn ấy thì nó có khả năng là kéo xa hơn. Tuy nhiên cái trường hợp mà mình kéo xa hơn này thì mình nên sử dụng đến cái thiết bị chia cáp quang thì nó sẽ ổn định hơn. Đây, chúng ta sẽ kết nối lại đi. Lọc 123 cong 991, bấm kết nối. Rồi, chúng ta thử xem nào. Đây, nó đang trắng màn hình vì chúng ta chưa có cắm cái dây mạng vào. Khi cắm ấy, thì mọi người cắm vào cổng xanh thôi nhé. Còn khi mà thực hiện tắt DHCP thì mọi người cắm vào cổng vàng. Đây, cắm vào cổng xanh. Đây, khi mà chúng ta cắm vào thì nó thêm một cái đèn này nữa. Để mà biết chính xác mình đã cài thành công ấy, mọi người tắt đi bật lại nha. Tắt đi bật lại. Để chúng ta kết nối lại. Thì cái việc cài cái địa chỉ IP tĩnh này là mục đích lớn nhất là để mình quản lý cái lớp mạng của nhà mình. Nó theo một cái luồng của cái modem chính ấy. Chúng ta cũng thử xem nha. Wi-Fi. Rồi, sử dụng cái này đi. Sử dụng cái điện thoại này, bởi vì cái điện thoại này nó có điện thoại này thì nó sẽ có speed test. Đây, trung tâm bảo hành Ngọc Châu đây. Lộc 123 A còng 991 kết nối. Rồi, khi mà cái điện thoại Samsung này báo đã kết nối rồi thì mọi người yên tâm sử dụng. Chúng ta hãy cùng test thử xem cái tốc độ nó sẽ là đạt bao nhiêu mê. Mọi người bấm go. Bốn mươi mê. Test lại nào. Ok, xong rồi. Bây giờ sẽ đóng gói để gửi vào cho bác đây thôi. Đây, vừa mới lấy cái hộp này. Đây là cái wifi, hơi bẩn một tí nhưng mà không sao. Vì đây là đồ nó lâu rồi. Tặng thêm cho bác một cái dây lan này. Hẹn cái bác này lâu lắm rồi nhưng mà không có thời gian để gửi hàng đi. Hôm nay mới gửi được. Cái hộp này là vừa mới mua đôi giày được tặng cái hộp này luôn.
nhỉ. Này. Đó. Đấy. Xong chiều này em sẽ ship cho bác. Rồi, video này đến đây là kết thúc rồi. Xin chào tất cả mọi người ở cái video tiếp theo.